Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Đồ game chán thật đấy. Chả ra những cái con Hunter cho tôi chơi gì cả. Dã man. Nếu mà không chơi Hunter thì có thể là chúng ta sẽ chơi Counter Hunter cũng được anh em nhá. Đấy, chúng ta đã quá mệt mỏi vì cái bộ Hunter rồi. Dạo gần đây thì anh em thấy là trong rank ngập tràn Hunter. Chính vì thế là tôi quyết định là từ bây giờ trở đi sẽ không ra những clip về Hunter nữa. Đấy, hai clip là quá đủ rồi. Hai clip để giới thiệu cho anh em meta Hunter. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ đến với những cái clip mà chúng ta chơi những cái đội hình mà counter vào cái bộ Hunter anh em nhá. Đấy, chúng ta sẽ counter các kiểu thể loại để xem là Hunter nó sẽ sợ những cái đội hình gì. Ok. Rồi. Trận này thì tôi sẽ hướng đến là gì? Tôi sẽ hướng đến là Shaman. Đấy, tôi đã có pick sẵn những cái con Shaman vào trong đội hình rồi. Mặc dù là ở trong cái trận đấu này không có con mèo nhưng mà tôi vẫn quyết định chơi Shaman. Có được không? Từ từ nha, nhưng mà lại ra Hunter là anh em này. Ô. thế là sao? Thế là sao nhỉ? Thế là sao nhỉ anh em nhỉ? Thế nó mới có deal không như vậy. Đùa anh em tí thôi, không chơi Hunter đâu anh em ạ. Nhưng mà tôi sẽ không chơi Shaman nữa. Ok. Tôi chợt nhận ra là trong trận đấu này chúng ta có thể chơi Warlock cũng rất là mạnh. Đấy, trong trận đấu này là có thể chơi Warlock. Mặc dù là tôi thấy rất nhiều anh em kêu là cái bộ Warlock là súng hố rồi, hãy quên bộ Warlock đi. Người ta bảo quên thì tôi lại càng nhớ. Để để xem là như nào anh em nhé. Cố quên nhưng mà vẫn yêu à. Được đấy. Ăn mộng. Liệu rằng là Warlock ăn nổi bộ Hunter bây giờ không? Đấy thì từ từ hồi sau sẽ rõ, cứ bình tĩnh. Và hiện tại thì tôi thấy là ở trong truyền thuyết ấy là đánh Warlock là khá là mắc binh nhá. God Warlock có rất nhiều lambda. Thiếu mỗi Battleman thôi. Battleman, nhưng mà cái bộ đấy thì có hay không thì cũng không quan trọng. Con Battleman ở trong cái bộ Warlock thì nó không quá quan trọng đâu. Nó không quá quan trọng. Đấy, còn ở trong bộ gót đỏ ấy, gót đỏ thì Battleman quan trọng. Bởi vì cái con đấy nó gây khá nhiều đam ở trong cái bộ gót đỏ. Còn trong cái bộ gót Warlock thì cái con đấy nó không có đóng vai trò gây đam nhiều. Nên là cũng có hay không thì cũng vẫn có thể chơi được. Quan trọng là có con Khan. Đấy, có Khan và con Dark Spirit. Con Dark Spirit là tuyệt vời. Ok. Trước tiên thì tôi cũng sẽ không có form về cái bộ God vội anh em nhá. Từ từ đã. Cũng chưa biết đâu. Nhưng mà đầu game chúng ta cũng không quá vội để chơi God Warlock. Cứ từ từ đã anh em. Nó xem là nó có lừa không. Bây giờ nhưng mà nó ra một con cò trong một cái bộ nào đấy mà bất kỳ thì có thể là tôi sẽ quay xe thôi. Đấy, chưa biết. Bây giờ ác mộng lên 2 sao chắc chắn nó sẽ là con Warlock. Còn nếu mà ác mộng không 2 sao ấy mà tự nhiên nhá, nó ra một cái con 4 đô hoặc là 5 đô ở trong một cái bộ nào đấy mà chúng ta có thể kết hợp để làm co được thì tôi sẽ quay xe luôn. Bây giờ cái việc đổi đồ nó rất là dễ. Đấy, trận này nhìn thấy là có Hunter ở đây này. Đấy, VGT VS này là khả năng chơi Hunter là cao. Round này thì chắc là thua. Nói chung là cũng hơi đen đấy. Mấy cái con Goblin của tôi nó có cặp nhưng mà nó không lên được 2 sao. Hơi đen. Đấy. Bây giờ nó lại có vẻ như là nó lại đang hơi lừa một tí. Vớ vẩn, bây giờ lại đánh chuỗi thua thì thôi. Bỏ mẹ. Dã man. Làm thế nào để có thể là đưa được cái bọn này lên 2 sao nhỉ? Đang này cố gắng thắng đi để kiếm con Doctor. Không phải bán nó gì cả. Kiếm cái con Doctor 2 sao cái. Thôi chắc chắn là thua rồi. Nhìn là biết là thua rồi. Đội hình yếu quá. Làm sao có thể ăn được thằng này đây. Rất khó. Ơ kìa, được không? Ơ kìa. Được cái chứ nhỉ? Có thể. Được, được.
Được, 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 được. Nó không thể nào solo đông được như này. Đó. Ây da. Thế thì từ nhá. Không. Phải bán con này đi à? Ờ thôi được rồi. Bán con unicorn đi đã. Ở level 6 nó sẽ là gì? 3 human kết hợp với cả 3 mech. Quá ok. Rồi, kiếm tí sách đã. Kiếm sách, kiếm công nghệ mech mỗi round. Liệu rằng có thể cắt chuối? Khó anh em ạ. Quá mạnh. Đối thủ quá to. Tôi lại có xếp bài lại tụm lại ở cái chỗ có con rùa xoay nữa chứ. Thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể ăn được. Hơi đen. Giá như mà chúng ta gặp ở round 11 thì chắc là tôi sẽ để ý hơn đấy. Mà gặp bây giờ gặp ở round 9 không để ý lắm. Ok. Bây giờ lên được level 7 sẽ kẹp được 3 mét này. Tôi xem là cái round sau chúng ta sẽ gặp ai. Thực ra nếu mà round sau gặp ai ấy thì cũng nó cũng vẫn thế đó. Đội hình nó cũng, tôi nghĩ là cũng sẽ không có gì thay đổi nhiều. Trừ khi là mình kiểu mình cẩn thận quá, mình cho kiểu vứt Goblin đi xong rồi cho 3 mét vào. Kiểu là chỉ giữ lại con 2 sao ấy, xong rồi bỏ Goblin đi, bỏ Human đi, xong rồi cho 2 Warlock vào chẳng hạn. Kiểu này đánh cẩn thận. Nhưng mà liều ăn nhiều anh em ạ. Cần gì phải cẩn thận. Được đấy. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Rồi. Liều ăn nhiều đấy anh em. Thậm chí là vừa rồi tôi cũng chả biết là thằng nào luôn. Tôi không đẹp tính luôn anh em ạ. Bởi vì tôi biết là hai cái thằng có chuối thì tôi gặp hết rồi. Đấy. Thế nên là tôi cũng chả cần quan tâm lắm là cái thằng này là thằng nào. Mà nói chung ấy là liều ăn nhiều thôi. Đấy, cứ để này nếu mà ăn được thì là có một công nghệ mất, có một sách. Coi như là chúng ta sẽ có là 4 tiền. Không ăn được thì thôi. Ui, thằng này có vẻ hơi to nhỉ. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ ăn được. Bởi vì là cái con Flame Wizard của tôi nó được bắp giáp. Quá tuyệt vời luôn. Con ốc lại bớ cái con đấy. Thế là bắn trưởng sớm. Ui trứng này. Ui đập cho ác mộng luôn không nhở. Mà nếu mà đập ác mộng bây giờ ấy, thì có cho vào đâu. Cái vấn đề là bây giờ đập ác mộng thì bây giờ bán đấy à. Bán Goblin nhỉ. Không. Tôi không nghĩ bây giờ cho vào sớm. Bỏ này ra vậy. Tôi vẫn sẽ giữ lại cái bọn Goblin. Chết rồi, round này có vẻ hơi đáng tiếc là chúng ta đã bỏ cái con Human ra trong khi chúng ta có thể thắng được round này. Hơi đáng tiếc. Già này. Già là chúng ta sẽ có 3 mét. Up lên 7 sẽ có 3 mét. Ok. Vậy là chúng ta sẽ lên level 7. Hay là như này. Thực sự là tôi không muốn up 7 chút nào hết. Tiền giờ đang hơi bị thọt anh em ạ. Rao này mà thắng thì có khi bán một con zipper đi nhỉ. Bán con zipper đi để lấy tròn tiền. Tầm này tôi nghĩ là vẫn chưa thể nào mà ăn được cái thằng ấy đâu. Chưa thể ăn được cái thằng có chuỗi chơi Hunter đâu anh em ạ. Hơi khó. Hunter giờ nó khá là khỏe. Hunter 6 con bây giờ mà có 2 sao nó khỏe lắm. Chúng ta đành phải chấp nhận nhịn thôi. Bây giờ áp lên vẫn thua. Vậy là chúng ta up lên, chúng ta cho được Warlock vào.
Ok. Tôi nghĩ là tôi không nên cho Blink cho cái con ma anh em ạ, con ác mộng này không nên cầm Blink đâu. Có lẽ là đổi lại cái Blink này cho con già đấy. Già cầm Blink. Ác mộng cầm Blink làm gì, trong khi là chúng ta đứng một chỗ chúng ta có thể tung trưởng được luôn. Con ác mộng này vào phát tung trưởng luôn mà, cần gì Blink. Già Blink, cho già Blink tung trưởng Saman này. Mà trận này ra con ác mộng 2 sao rồi anh em ạ. Chúng ta đang có một cái con co mạnh ở trong cái bộ Warlock. Thôi, nhanh anh em nhá, thôi Warlock được. Saman thì trận này nói chung là không có mèo 5 tiền thì đánh nó cũng không mắc binh được ở late game đâu anh em ạ. Đánh chỉ giữa game mạnh mạnh một chút, bắt lạt được mấy cái nhà yếu yếu thôi. Bộ Saman nó là như thế, bộ Saman ở giữa game nó rất là mạnh. Nhưng mà late game nó bắt đầu nó yếu dần đi. Late game làm sao mà có thể đọ được với những cái bộ kiểu God Warlock hay là những cái bộ siêu late như là Clay không chơi được anh em ạ, yếu lắm. Đấy. God Warlock thì late game vẫn có thể đấm được bọn Knight, kể cả bọn Clay nó có lên được level 12 ấy, thì God Warlock vẫn có cơ hội đấm được. Nó vẫn đấm được nếu mà nó đủ đồ. Ác mộng lên được 3 sao rồi Dust Spirit rồi Khan các thứ lên 3 sao rồi nó khỏe lắm. Nhưng mà cái bộ Saman thì khác, bộ Saman thì đấy, kể cả là 6 Saman nó vẫn thua Clay như bình thường mà. Nó chỉ biến ra được những cái con to sao thôi, nhưng mà nó lại cái chất tướng thì mạnh đấy, nhưng mà về cái Selesai thì nó không mạnh, nó không được hưởng cái gì cả. Nó không có một cái khả năng gì hết ngoài cái khả năng hóa thôi. Trong khi đấy bọn này nó có khả năng hồi máu. Đây rồi. Chúng ta lấy cái nhẫn thôi. Ok. Đồ khá là ngon, đồ toàn đồ bắn trưởng là được rồi. Late game sẽ chuyển dần sang những cái đồ tăng cơ sau. Ok, rồi. Blink cho con này đi. Bây giờ tôi lại cần có một cái trưởng đến từ con già anh em ạ. Con già này bây giờ nó có đủ đồ thì nó sẽ quét, nó sẽ mạnh hơn là con ác mộng. Đấy. Con ác mộng thì cái tầm này nó đang không có gót nên là nó thả được một lần trưởng xong rồi cái trưởng của nó thì bay khá là chậm. Nó ra nó quẹt thì quẹt một phát là có thể đẩy được. Rồi có chuỗi này anh em này. Ok. Warlock. Hay là chơi mết kết hợp với Warlock nhỉ? Tự nhiên là tôi lại thấy là mết nó cũng đang hơi ra nhiều. Thunder Spirit Phượng Hoàng. Chưa chắc đã là God Warlock đâu. Chúng ta có thể chơi 6 Warlock kết hợp với cả 3 mết. 6 Warlock kết hợp với 3 mết xong rồi chuyển sang là gì? God Warlock. Có thể như thế, có thể là như thế hoặc là để từ từ đã để xem đã. Đây ơi. Bạn ơi, tớ đợi hơi lâu. Ui giời, con già nó quẹt cho một phát kìa. Hiệu quả luôn. Dồn đồ cho già quá hiệu quả anh em ạ, cắt được quả chuối. 11 trận thắng liên tiếp. Rồi, thế là bây giờ tôi gỡ lại tiền rồi đấy. Từ lấy giờ hơi thọt tiền luôn. Grand Herald để sau anh em nhé. Tôi cũng chưa có ý định chơi God đâu. Từ từ múc mấy cái con Warlock vào đã anh em ạ. Nó sâu rồi được. Sao Reaper này. Chúng ta đủ 6 Warlock kết hợp với cả 3 mét đánh ở level 9 được. Sắp lên 9 thôi anh em ạ. 6 Warlock kẹp với cả 3 mét. Đấy, hiện tại là 4 Warlock. Chúng ta thiếu 1 Warlock nữa thôi. Mà từ từ đã. Lên 9 mới đủ bộ cơ nên là thôi cứ tận dụng mấy cái con công nghệ mech này. Chúng ta kiếm cái free roll này anh em ạ. Chưa có gì mà phải vội cả. Đấy, còn rất là nhiều những cái nhà mà chúng ta có thể đấm được để kiếm được cái công nghệ mech. Hay quá nhở, ăn được cả Clay này. Rồi.
Đây rồi, ui đủ bộ anh em ạ. Đủ 6 lock luôn. 6 lock. Chúng ta đủ 6 lock rồi. Bây giờ tôi vẫn nghĩ là tôi sẽ tận dụng để lấy cái công nghệ make tiếp lốt round này anh em ạ. Round này round quái. Xong rồi đến round 21 chúng ta lên 9 được thì nó sẽ là 6 lock. Đấy. Ok. Cố gắng kiếm mấy cái free roll. Cố gắng kiếm mấy cái free roll. Chúng ta sẽ có vừa có sách vừa có roll, tức là mỗi round chúng ta ăn được 5 tiền đấy anh em ạ. Đấy, vẫn thắng. Mỗi round ăn được 5 tiền đấy. Một quyển sách là tính là 2 tiền rồi. Một cái free roll là tính là 2 tiền. Và chiến thắng là 2 tiền nữa. Nó sẽ gia tăng cái khoảng cách tiền giúp tôi so với cả các cái đối thủ còn lại. Tí nữa tôi sẽ bán hết những cái con goblin đi thôi. Round sau chúng ta đủ 6 warlock rồi anh em ạ. Chuyện này chính ra chơi warlock nó không phải là cái bộ mà đang mạnh ở cái thời điểm hiện tại đâu. Nhưng mà nó ra được con ác mộng nên là nó cũng khá là suôn sẻ đấy. Tí nữa nó sẽ ra, nó sẽ có Dark Spirit và nó sẽ có Khan nữa. Rất là ổn áp luôn. Ok, để xem là cái đội hình này liệu rằng chúng ta có thể gọi là solo với cả cái nhà chơi Hunter không anh em nhá. Đấy, Hunter rất meta rồi. Đội hình phải nói là mạnh nhất trong cái thời điểm hiện tại. Nó gọi là tier S ấy. Cực kỳ khỏe luôn, với một con súng 2 sao thôi mà nó có thể gánh được đến late game luôn. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lên level 9. Đủ 6 warlock rồi đã. Đấy, 6 warlock kết hợp với 3 mét ở level 9. Không biết là có ra gì không, nhưng mà cứ tạm thời như thế đã. Tạm thời như này đã. Không có đồ, nó random vậy. À, được. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Rồi, gặp thằng Clank này thì tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ ăn được. Có ăn được không? 6 warlock cơ mà. 6 warlock bây giờ nó có giảm cái hồi máu ấy, nên là tức là nó bị lép đi một chút so với phiên bản trước. Ăn được không? Flame vẫn sống thì ăn được. Flame phải sống, Flame phải sống. Flame sống là có đam. Đừng có chết. Ok. Được rồi. Hay quá. Thế thì chúng ta lại vẫn giữ được chuối anh em ạ. Solo hai con này với nhau, đương nhiên con ác mộng sẽ thắng. Này. được. Cái giáp này là tuyệt vời luôn này. Chống Doom rồi đã. Chính xác là chúng ta chuyển về God đấy anh em. Tưởng không có đồ thì chơi lại được. Nhưng mà nếu mà chúng ta có đồ chống Doom thì có thể là chuyển sang God. Chúng ta để như này thì con già 2 sao nó sẽ dồn đam nhanh hơn anh em ạ. Vẫn đang rất là suôn sẻ ở đây. Chưa có ai có cái dấu hiệu là cắt chuỗi được của tôi. Tôi đang khá là sợ mấy cái nhà kiểu dồn đam mạnh ấy. Đội hình này nó hơi mỏng. Gặp Clank này. Chết rồi, lần này có vẻ như không ổn rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Flame chết rồi, thua rồi. Ây da, bọn Clank này trâu thật đấy. Thằng này dồn đam khỏe hơn thằng kia. Ok, từ từ đã nhá. Có thể là Witcher. Witcher kẹp với cả Warlock. 6 Warlock kẹp với cả 4 Witcher à? Để đấm với cả bọn Clank à? Hay là thôi cứ chuyển sang God Warlock. God Warlock cho đỡ lằng nhằng nhỉ. Bị cái là God Warlock thì cái bọn cung nó sẽ đấm tôi.
Con cung nó sẽ đấm tôi đấy. Con Glock dồn nam hơi chậm anh em ạ. Thực ra trận này chỉ có một người chơi Hunter. Trận này rất nhiều người chơi Knight luôn nhá. À, có thể như là họ nghĩ là bộ Clay này sẽ counter bộ Hunter đây. Nhưng mà Clay phải tranh nhau như thế này thì khổ rồi. Chơi Clay là phải lên được 11 thì mới counter được Hunter cơ. Không dễ đâu. Tôi đã chuẩn bị ở đây sẵn để tí nữa chúng ta counter vào Hunter nhá anh em nhá. Đấy, ở dưới này là anh em thấy là tôi đang chuẩn bị những cái con Spirit. Spirit là sẽ counter ở bộ Hunter đấy anh em ạ. Kẹp 4 Spirit vào. Tí nữa chúng ta sẽ có là 6 lock kẹp với 4 Spirit. Ok. Ngoài ra thì cái bộ đấy nó cũng sẽ counter vào Glacier Clay nữa. Bây giờ trận này chúng ta sẽ counter vào cả hai luôn. Được đấy. Rất nhiều nhà chơi Glacier kẹp với cả Clay. Và cái nhà ở trên VGTVS kia thì cũng đang là chơi một cái bộ mà bị counter bởi bộ Spirit. Đó chính là cái bộ Hunter đang là meta hiện tại. Ok. Nhà này chơi mết này. Ra là con gấu mết 2 sao à. Nhưng mà vẫn không ăn được bộ Warlock. Ờ. Nói chung là mấy cái bộ mà kết hợp mết với cả Saman các thứ thì nó sẽ không ăn được Warlock đâu. Warlock này nó chuyên counter ở bộ đấy mà. Rồi, chắc là tôi sẽ chuyển dần sang God Warlock thôi. Tầm này bây giờ lên 10 là ok. Chắc là lốt round này thôi. Lốt round này là được rồi. Round sau là chúng ta có thể bán những con mết đi được. Trong cái trường hợp mà tôi có đủ God Warlock thì tôi sẽ thay vào luôn. Dồn toàn bộ đồ cho con ác mộng. Chúng ta sẽ đổi cái món đồ tím hoặc món đồ cam đầu tiên ở trong cái round này. Sau round này tôi sẽ đổi. Sẽ cố gắng xem một cái món đồ thật là xịn. Úi dồi, lại ra ác mộng này. Vậy là chúng ta đã có 5 con rồi đấy. Chỉ còn 4 con nữa thôi. Lên 10 ở round 26 là hơi sớm đấy nhá. Ui rồi ôi, chán thật đấy. Cái round vừa rồi tôi không có cái đồ là ngon cả. Giá như mà là một cái huyết trượng. Nhưng mà tôi không dám là random quả vừa rồi đâu. Random quả vừa rồi mà không ra thì là toang ngay. Trong khi đấy là tôi vẫn có thể lấy cái giáp thì cũng được. Cái khiên đấy nó cũng có khả năng giúp tăng chống chịu anh em ạ. Cái khiên ok. Đây. Đấy, cho con ác mộng cầm hết đồ chống chịu đi. Thực ra bây giờ chúng ta cũng không cần quá vội đâu. Quả vừa rồi up 10 hơi vội. Lên 29, 50 thì vẫn được. Nhưng mà thôi, tôi up 10 sớm tôi kiếm con Dark Spirit anh em ạ. Nếu mà muốn chơi với cái nhà Hunter ấy, chúng ta phải lên 10 sớm để kiếm Dark Spirit. Chỉ có Dark Spirit thì chúng ta mới đủ bộ thôi. Ui, nhìn kìa. Dí hơi đau ấy. Ây à, đau ấy nhở. Ui, nhiều nhà chết ấy. Một lúc 3-4 nhà chết liền kìa. Con này có thể chơi được. Trong trường hợp mà rèn đồ cam mà không ra được cái món bắn trưởng thì chúng ta có thể xoay ra đánh tay. Rồi để xem nào. Đổi đồ tím với đồ cam đây. Nếu mà đồ cam thì đang thiếu một món, chả nhẽ vứt cái bling đi. Hơi tiếc nhưng mà chắc là tôi sẽ phải vứt cái bling đi thôi anh em ạ. Lấy đồ cam luôn. Rồi, chúng ta lấy cái Radian nha anh em nhé. Radian đã. Cái đao vừa rồi không kịp lấy đồ. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ ăn được thằng này đâu. Thằng này khá là yếu.
Ây da. Thua à? Không, nó gì mà thua được. Ok. God này. Nhưng mà thôi, mục tiêu là con Khan nhá anh em nhá. Mục tiêu con Khan. Đây rồi. Khan này. Ui, lại Khan nữa này. Thế thì chuyển luôn nhỉ. Death Spirit. Thôi, giải tán. Ok. Nó sẽ là như thế này đây. Ok chưa? Rồi, tạm thời như này đã. Chúng ta sẽ có là gì? 6 Warlock kết hợp với cả 4 Spirit đấy anh em. 6 Warlock kết hợp với 4 Spirit và co sẽ là con kiếm hồn. Ăn nổi này không? Hiện tại khả năng vẫn chưa ăn được. Muốn ăn được thì chắc là tôi nghĩ phải chuyển sang God. Cứu hồn không ăn thua. Nó sẽ là như này. Đúng không? Đấy, đồ bây giờ dồn cho ác mộng thôi chứ còn cũng chả dồn cho con nào ngon được. Bây giờ đang thừa slot nhiều nhỉ. Tạm thời con này cầm đi. Tôi sẽ cố gắng tiết kiệm đến khi nào mà đủ món đồ cam nữa. Tôi chắc là tôi bây giờ tôi chỉ có đổi đồ cam thôi anh em ạ. Đồ tím bây giờ tầm này không ăn thua. Lấy toàn đồ cam thôi. Nó sẽ là cái bất diệt. Đấy, giáp phản. Đấy. Rồi cả gậy hách, rồi cả xung kích đều là những cái món lấy được. Thì tội gì mà không lấy đồ cam. Lấy đồ tím làm gì đâu. Đồ tím mấy cái món chắc là chỉ lấy được mỗi cái xích thôi. Xích với cái chiến thành nữa đúng không? Còn lấy được cái gì không? Gậy bão thì cái bộ này không cần. Đó. Đồ tím chỉ lấy được 2 đồ thôi. Chuyển sang đồ cam chơi. Còn mấy cái như kiểu cái găng tay cái thứ thì cũng tình huống thôi anh em ạ. Có thì xài, không có thì tôi cũng không lấy đâu. Tôi nếu mà ra thì tôi đương nhiên tôi sẽ lấy cái xích trước. Cái xích sẽ là cái món đầu tiên. Nếu mà chơi đồ tím ấy. Nhưng mà tôi không chơi đồ tím, tôi chơi đồ cam. Đấy, lần lượt tất cả các nhà nó đã phải ra đi rồi. Clive tranh nhau rất nhiều trận đấu. Và những cái thằng mết, bởi vì là gặp trận đấu gặp nhiều Clive quá nên là mết là cũng đi hết rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi nhà tôi là còn có lửa cây. Nhà Hunter thực sự là đấy, anh em thấy meta nó như thế đấy anh em ạ. Nó cực kỳ dễ chơi, dễ trúng thưởng luôn. Thật sự là như thế luôn. Tôi bảo là cái đội hình mà tôi đang chơi ấy, tôi có nói với anh em là đầu game là chúng ta đánh để counter bọn Hunter đúng không? Nhưng mà nói thật với anh em là nó cũng chật vật lắm, nó cũng mãi nó mới lên được cái đội hình này đánh ở level 10 mới counter được đấy anh em ạ. Đó, chứ đâu có dễ đâu. Và chưa chắc đã là counter, đấy, đánh như kiểu hòa. Chỉ khi nào con ác mộng này nó lên được 3 sao thì may ra mới đấm được thôi. Ác mộng mà chưa lên được 3 sao thì tôi nghĩ là cũng chưa có cái cửa gì mà ăn được. Đây rồi, chúng ta sẽ lấy cái giáp. Bây giờ phải tăng sức chống chịu lên. Mấy cái bắn trưởng này bây giờ nó không cần nữa rồi. Bây giờ nó phải là trâu. Phải thật sự trâu bò anh em ạ. Đã chuyển là phải chuyển đồ cam luôn. Ok. Chết rồi, thiếu một slot. Bỏ cái này ra. Tự nhiên lại cầm crit ở ngoài. Hơi sai. Ok, chúng ta sẽ lấy hộp sọ đẫm máu thôi. Cái món hút máu cuối này thì lúc nào nó cũng sẽ cần. Kể cả chúng ta đang ở trong một cái bộ hút máu thì tăng cường cái khả năng hút máu nó cũng rất là ok luôn. Rất cần thiết. Đó, vậy là chúng ta chỉ còn là gì? Một cái bất diệt và một cái giáp phản nữa thôi. Thì là cái con này nó sẽ mắc binh đồ đấy. Đấy, và tất nhiên là nó cũng phải lên được 3 sao. Bây giờ nó còn thiếu ở đây là 4 con nha anh em nhá. 4 con nữa thôi. 4 con ác mộng nữa thôi. Nếu mà chúng ta có 50 tiền thì khả năng mà xả về 0 tiền để lấy 4 con ác mộng thì tôi nghĩ là vẫn có thể lấy được. Ok, bây giờ tôi nghĩ là chỉ có cầm trường thôi. Đánh kiểu là cầm hòa hoặc là thua ít máu đấy. Chứ còn để mà ăn được thằng này thì tôi nghĩ là hơi khó. Bây giờ súng 3 sao rồi. Rất khó chơi luôn.
ăn nổi không? Nếu mà quả này mà cắt chuỗi được thì lại ngon quá này. Đấy, tôi có cái giáp giải nên là tôi không sợ cái tên thỏ. Tên thỏ bắn vào không hề bị stun luôn. Một tí nữa thôi, ôi ăn được rồi. Ui giời, là có bất diệt này. Nhưng mà hết bất diệt thì là mất chuỗi. Ok. Được đấy nhở anh em nhở. Được đấy. Rồi đổi tiếp anh em ạ. Để xem là tôi lại cần cái món đồ cam cơ. Bây giờ đang thiếu một cái. Thiếu một món. Đấy, hay là lấy đồ tím. Đồ tím bây giờ thì nó còn cái gì? Nó còn cái xích à? Xích với cả găng tay. Tôi nghĩ là không. Tôi sẽ lấy đồ cam. Cam là có cái giáp phản. Giáp phản, giáp xương này, gậy hách này, gậy xung kích đều là những món dùng được mà. Đây là thôi. Lấy cái đồ tím làm gì đâu. Đã chơi là chơi đồ cam luôn. Rồi đấy, còn bây giờ cái thằng Clyde này thì không tính tiền nha anh em nhá. Tầm này Clyde lên đường 11 nó sẽ là gì? 6 Glacier, 6 Clyde gì? Nhưng mà tôi có ở đây nó là bộ 4 đá đây để cản này. Đấy, và một cái nữa là con ác mộng này của tôi nó có đủ đồ để nó có thể trâu được. Nó có thể chịu được anh em ạ. Bây giờ chỉ cần là cầm hòa thôi, không bị lọt là vui rồi. Đợi đấy để bao giờ con ác mộng lên được 3 sao thì nó sẽ tính sổ với bọn nó. Đúng không anh em? Còn bây giờ tầm này thì nói chung là cũng chả ăn được ai đâu anh em ạ, nói luôn. Tầm này chưa ra đát, chưa ra gì cả. Chưa ra khan. À ra khan rồi đấy, nhưng mà chưa ra đát. Chưa ra khan ở đây là ý tôi nói là cái con khăn 3 sao ấy. Đấy, con Dark Spirit là chưa ra. Vẫn mất máu ạ, mất nhiều ấy. 16 máu. Chứng tỏ nó không trâu lắm anh em ạ. Đúng là sau khi mà nó thay đổi cái bộ này, con ác mộng ở trong bộ God Warlock là yếu hẳn luôn. Chưa thấy Dark Spirit đâu mà đã ra 3 con Sailing Assassin rồi. Dã man. Nếu mà mua Sailing Assassin mà đánh 9 xin là chuyện này ngon rồi đấy. Chuyện này đúng kiểu xin nó chọn tôi nhưng mà tôi lại không thèm chơi. Tôi chuyện này tôi thích chơi cái bộ này để test meta xem là liệu rằng cái bộ God Warlock nó đã bị out meta chưa. Nhưng mà nếu mà chúng ta kết hợp như này vào thì liệu rằng có thể ăn được cái bộ mạnh nhất meta không. Đấy thì chuyện này chúng ta test thử anh em nhé. Ok, súng 3 sao mắc binh rồi nha anh em nhé. Có tất cả những cái món đồ mà nó cần rồi. Đấy, để xem là liệu rằng chúng ta có thể ăn được không. Tầm này chắc tôi nghĩ vẫn thua rồi. Nhưng mà đừng có thua nhiều máu nhá, còn có 33 máu đấy. Thua thôi ít ít thôi, lọt một con thôi, là con súng thôi. Cho xin là lọt đúng con súng thôi thì có được không. Ui, nó còn đẻ cái gương ra thì tôi chịu rồi. Ui ôi, mất nhiều máu đấy. Nhìn đồ con súng anh em. Thế giới vãi cả đái. Hai quả trứng này tôi coi như là hai con ác mộng. Đấy, có lẽ tôi sẽ bán cái con này đi. Rồi, chả cần phải lo nữa anh em ạ. Cần thì cái con kiếm hồn nó sẽ thay. Mà nói chung là bây giờ đồ kiểu mình rèn ra đồ, mấy cái món đồ này nó cũng không hợp với đánh tay lắm cơ. Cái khả năng là thôi, chắc là chỉ chơi God thôi. God Warlock ác mộng làm co thôi anh em ạ. Chứ còn đồ này nếu mà giả sử như tôi dẹp ra mấy cái món đồ đánh tay khỏe thì tôi mới quay xe sang con kiếm hồn được. Kiếm hồn cũng có thể đánh ở trong cái bộ God Warlock. Đấy. Chỉ cần lấy đồ đam tay thôi. Rồi. Rao này đừng có đi nhá. Sống đi ra 35 đi, có thêm món nữa đi cho an toàn đi. Rồi rồi, rao này là có vẻ như chúng ta sẽ ăn được đấy. Và ở cái bên cái sân bên kia tôi ăn được cái thằng Clyde level 11 kìa anh em kìa. Đó, chứng tỏ chúng ta cũng ra gì đấy chứ. Ok, con súng này lên nhớ là có bất diệt đấy nhá. Đó, vừa có hút máu, vừa có bất diệt, nó lại vừa có cái kẹp cá nữa. Khá khó. Tuy nhiên là bắn tôi thì cũng không hề dễ dàng để có thể tiêu diệt được. Lượng giáp là rất trâu. Round này khả năng hòa là cao. 9 giây nữa. Wow,
Hòa ơi. Đấy, nó bắn nó hồi máu anh em ạ. Con súng này nó bắn nó hồi máu. Hồi rất nhiều luôn ạ. Lại Sailing Assassin này anh em này. Ui, chuyện này có khi tôi phải có hai con Sailing Assassin 2 sao. Dã man, vớ vẩn lại trứng chiếc các thứ đầy đủ lại lên 3 sao Sailing Assassin thì thôi. Tiếc thật sự. Rồi, cái round này chúng ta sẽ có thêm một món cam nữa. Hy vọng nó sẽ là cái bất diệt đấy anh em ạ. Đấy, không được cái bất diệt thì có thể nó sẽ là người giáp phản. Hai món đồ đấy. Cái giáp phản với cả cái khiên là nó có stack, nếu mà anh em để cái khiên cho cái con khác cầm nha anh em nhé. Cái khiên này là sẽ cho con khác cầm và nó sẽ búp cái giảm giáp cho cái con tướng chính. Ok. Búa xét tiếp à. Đây rồi, khan 3, Dash of Rift 2 sao. Nhưng mà tôi sẽ không đập quả trứng này cho Dash. Hứa với anh em là trứng này chỉ để đập cho con ác mộng. Đây rồi. Đồ đẹp như này có khi lại từ từ đã nhở. Đổi ra đồ cam thử xem nào. À vẫn đủ. 8 này. Tức là chúng ta sẽ phải vứt cái này, cái nhẫn. Ok, vứt cái nhẫn hơi phí nhở. Nhẫn hơi phí thật. Bởi vì nó thiếu một slot. Đây rồi. Lấy cái giáp phản. Chuyện này nói chung là nếu mà tôi không đổi ra đồ cam khi tôi bay màu ấy, anh em ạ, round này có lên được con ác mộng 3 sao đâu. Đúng không? Mà round này mà không lên được ác mộng 3 sao xác định luôn. Gặp nhà cơ lai này là thua ấy, chứ không phải như cái round trước ăn được nó đâu. Bây giờ câu chuyện nó khác rồi. Ui nhìn này anh em nhìn này. Đội hình thì bây giờ ơ hay. Ui giời, bắt kiểu gì bắt được cái lọc cọc. Nhưng mà không ăn thua, giáp này trâu ạ. Thôi được rồi, không sao. Cái quả lọc cọc vừa rồi là cũng giúp ích được nhiều ấy. Tôi nghĩ là con ăn mộng của tôi nó có thể trụ được với bọn này. Ngoài con rồng ra thì còn lại mấy cái con kia bắn thì không mất máu. Giết chết con Flame đi. Mất thời gian thật sự, round này vớ vẩn hòa chứ. Anh em nhở, 16 giây kia thì làm sao mà ăn được. Toàn những con đánh xa. Hòa rồi. Nếu mà tôi hòa với cái thằng Trung này thì cái thằng thiệt thòi nhất nó chính là cái thằng Hunter đấy. Thằng Hunter máu nhiều bởi vì là cái đội hình mạnh nó giữ được máu, nhưng mà nếu mà kéo lết thì cũng chưa chắc là ăn được hai cái nhà còn lại đâu. Đấy, nên nhớ là cái nhà top 3 ấy. Minh Trung hiện tại nó lên được 12 rồi kìa. Lên được level 12 rồi đấy anh em. Đó. Thế nên là cái nhà Hunter bây giờ khả năng cao là đang bị đấm đấy. Thực sự bộ này bây giờ vẫn có thể chơi ổn ở trong meta nha anh em nhá. Trong rank này God Warlock chơi ổn đấy. Tôi thấy là khá là ok. Rồi Hunter đứng tụm một chỗ luôn. Tự tin đứng tụm bởi vì là có kẹp cá rồi. Kẹp 4 cá ở đây. Đánh rất cẩn thận. Kẹp 4 cá khiến cho cái lượng đam của tôi gây ra là khá ít. Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ không thể kết liễu được cái con này của tôi đâu. Con đang mộng của tôi rất trâu. Mặc dù đồ của nó cũng thế giới lắm rồi đấy. Gần như là đồ con súng này nó là tối thượng rồi. Bây giờ cũng không chuyển được cái gì ra cả anh em ạ. Bây giờ không bỏ bất cứ một cái đồ gì ra nữa. Đồ đấy nó đẹp rồi. Cái con ác mộng này của tôi thì nó cũng không kém đâu nhá. Nó cũng đồ thế giới đấy. Thiếu bất diệt thôi. Món duy nhất mà thiếu là cái bất diệt. Chỉ cần có bất diệt thôi là thằng này chết với tôi. Nếu mà không ra bất diệt thì ra gậy chích ấy. Gậy chích cũng được. Ok, vậy chúng ta đã có thể là cầm hòa đến tận round thứ 38 rồi này anh em này. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là 10 tiền này thì bây giờ mà tìm ở đây là hai con nữa đúng không? Hai con ác mộng 10 tiền thì tôi nghĩ là không thể.
Tức là chúng ta chỉ roll 2 cái thôi. Và nó sẽ phải ra là 2 con ác mộng. Đấy. Roll 2 cái ra 2 con ác mộng thì tôi còn mua. Thực sự là không bao giờ có chuyện đấy. Nên tôi quyết định không làm gì cả, chỉ có xếp bài để counter đối thủ thôi. Rồi bây giờ cái nhà Clyde. Ui nhà Clyde khỏe đấy, nó đẩy một phát chết hết rồi kìa. Last Spirit liệu có thể gánh cho tôi ra này. À có bãi ngon đấy. Rồi bây giờ làm nào sống sót được giữa một bầy châu chấu ở đây. Nó có con rồng cực kỳ khó chịu luôn. Con rồng nó giảm đam anh em ạ. Cần phải tiêu diệt con rồng. Mà thực sự là tôi đã có đồ để tôi ấy đấy chứ. Có phải là không đâu. Có đồ để kháng con rồng ấy chứ, nhưng mà vẫn bị. Cái giáp blue nó kháng được cái con rồng ấy. Nhưng mà bởi vì có quá nhiều trưởng nó tung vào người tôi. Mà cái đấy nó chỉ đỡ được một trưởng focus duy nhất thôi. Khó à? Mà round này chúng ta có thể cầm hòa. Đợi đấy. Minh Trung thì tôi nghĩ là gặp Hunter là bắn cho lủng người. Hunter giờ toàn 3 sao mà. Đúng không? Ui dồi ôi. Mà Sailing Assassin mới là cái con mà xứng đáng ở lên 3 sao ở round này. À ở cái trận đấu này. Anh em ạ. Sailing Assassin nó lên. Ui ôi. Đấy đùa. Ngon. Ok. Làm cho tôi phải bán con Khan đi đấy. May quá đi mà thôi. Rồi chúng ta có ác mộng 3. Bây giờ thì nó mới là cân kèo. 3 sao là phải đánh với 3 sao chứ nhờ, đúng không anh em? 3 sao lại đi đánh với 2 sao thì rõ ràng là bắt lạc rồi. Không. Bây giờ nó mới là cân đây này. Đấy. Được đấy. Tất nhiên là cái lượng đam đến từ con súng nó gây ra nó nhiều hơn cái con ác mộng của tôi. Đam đến từ súng nó là tới 17k đam. Trong khi đam ác mộng chỉ có 13, nó bằng một lửa anh em ạ. Gần 20k với cả 13k. Súng thực sự quá mạnh. Nhưng mà tôi vẫn đang có thể là chiếm ưu thế được đấy anh em ạ. Chúng ta không thể thua, chúng ta chỉ hòa thôi mà. Cầm hòa đến khi đát lên được 2 sao. Khan lên 3 nữa thì tôi nghĩ là chơi được. Hiện tại những cái con cung ấy nó bắn vào tôi là nó sẽ bị đóng đá. Thế nên là nó không bắn nhanh được ấy. Nó sẽ bắn nó kiểu cả giật. Đấy, nó bị gián đoạn chứ nó không có liền mạch được để mà có thể bắn liên tục. Thế nên là cái lượng đam gây ra đến từ cái bọn Hunter ấy, nói chung là gặp 4 speed thì nó cũng ít thôi, chứ nó cũng không nhiều đâu anh em ạ. Chủ yếu là một vài thành phần tỏa sáng thôi. Kiểu bắn crit đam các thứ. Ui đây rồi. Trứng này đập cho dash speed thôi. Chứ còn Khan thì thôi, Khan thì tự ra. Ok, dồn đồ cho dash. Lấy luôn cái này cho nó healthy luôn này. Quá healthy luôn. Thiếu cái blink. Không sao. Đồ dồn cho ác mộng là quá ngon rồi. Con Dark Spirit thả ngu nhỉ. Thả một cái bãi mà nó dính được đúng một con rơi ạ. Thề. Thế mà nó cũng thả được. Tao này thì có cái con Doctor hậu thuẫn ở đằng sau. Xong rồi. Đấy anh em thấy chưa. Đến tận lên được level 12 mà vẫn coi như là thua cái thằng Hunter. Mạnh thật sự. 12 con mà vẫn thua luôn nhá. Tôi cũng thắng này, bên này tôi cũng thắng này. Rồi con bang này thì không có cái kiểu gì có thể là giữ chân được tôi luôn đấy. Hay quá nhở. Nhưng mà cái trận này kéo dài hơi lâu. Hơi mệt đấy. Tạo cảm giác khá là dài lê thê. Ồ đây có cái blink này.
Tôi nghĩ là tôi sẽ giữ lại cái bờ linh cho con Dark Spirit vòng sau. Dark Spirit nhảy sang đằng sau cũng được. Ok. Gậy báo tăng đam à? Thực ra gậy báo này tôi đánh giá là nó có thể là nó tăng đam cho nhân vật chính của chúng ta là Dark Spirit. Thôi được không? Cũng được. Ăn được không? Solo 1-1 rồi. Anh em nhìn thấy con súng nha, cực kỳ khó chịu luôn. Bắn được hai cái đứng im. Đấy, thấy chưa? Thấy counter mạnh chưa? Mới bắn thoải mái luôn. Mày bắn một lúc mày lại phải đứng im thôi. Đấy, đứng im kìa. Thấy chưa? Không bắn nó liên tục thì cái khả năng hồi máu của nó sẽ là không có. Nó phải gây đam mà nó mới hồi máu được cơ. Nếu mà nó bị đóng đá thì nó sẽ bị đóng đá tới 2 giây. Trong lúc đấy chỉ toàn bộ đội hình này chỉ có dồn đồ cho một mình con súng thôi. Bắn cực nhanh, cực cháy luôn. Nhưng mà mỗi tội là không được bắn. Đấy. Khả năng lật kèo là cao rồi anh em ạ. Bây giờ tôi đủ bộ 4 Spirit kết hợp với 6 Warlock rồi. Ngoài ra còn thừa con Khan kẹp vào, chúng ta có thêm cái bộ God nữa. Con ác mộng không cần phải tung quá nhiều trưởng, chỉ cần nó đủ thời gian để có thể gây đam. Tức là nó có thể sống lâu ấy, chứ không quá dùng sử dụng quá nhiều những cái đồ tăng đam làm gì cả. Thay vì thế tôi sẽ sử dụng những cái đồ chống chịu. Giáp to này. Đấy. Giáp to rồi thì chúng ta có máu to nữa. Rất khỏe. Late game là cứ như này thôi. Đấy, lọt hai con, cứ dần dần cầu máu như thế. Hai con này là cũng 8 máu ấy, chứ có ít gì đâu. Mũi rao mất 8 máu. Đối thủ bây giờ đang khóc thét luôn. Tại sao lên được cái súng 3 sao rồi, thỏ 3 sao rồi mà vẫn không ăn thua. Đấy, đối thủ bắt đầu vứt con sai linh vào trong, không biết để làm gì. Sa linh vào. Ôi người đưa tơ à, có phải không? Tạm thời thì có một cái pha chuyển, nó sẽ là 3 assassin kẹp với cả hunter. 6 hunter phải không? Không, nó chỉ có mấy con hunter thôi và 3 beat thôi. Ta chuyển sang Glitter anh em ạ. Nhưng mà làm sao bạn ơi, nó đã bắt đầu có cảm giác nó gọi là gì, khó chịu, đáng sợ trước cái khả năng đóng đá đến từ vị trí của bộ Spirit rồi anh em ạ. Đấy chính là lý do tại làm sao nó phải chuyển Glitter đấy. Đấy, chuyển sang Glitter này. Nó sẽ chuyển sang Glitter để counter tôi. Nhưng mà tôi mặc kệ thôi. Nếu mà bạn chuyển sang Glitter thì tôi không để đá nữa. Tí nữa tôi kẹp cọc vào này. Sau round này liệu rằng bạn có biết là tôi đã chuẩn bị rồi không? Liệu rằng bạn có biết là tôi đã chuẩn bị để đón bạn không? Đấy, chấp bạn chuyển sang Glitter luôn. Ok, Glitter để phế cái bộ Spirit. Nếu mà có Glitter thì cái bộ Spirit nó sẽ không đóng đá được. Và đấy nó chính là cái khả năng để giành chiến thắng cho nó. Khi mà cái con súng cũng như là con cung đen nó có khả năng đấm đấy, nó có thể bắn được. Không phải cung đen mà là cái con thỏ. Tôi nhầm, cái con thỏ 3 sao. Nó khả năng đá bắn thì nó sẽ khỏe. Ok, cũng là một cái phương pháp suy nghĩ đấy. Nhưng mà tôi thấy thì tôi sẽ chuyển sang là có thể là 4 gót kẹp cọc. Cũng được. Ok, Khan lên được 3 rồi. Thực sự là bây giờ cái tầm này đối thủ chuyển sang xong đối thủ kẹp Doom thì đối thủ cũng sẽ không có thể Doom một chúng cái con năng mộng của tôi đâu. Ngoài ra thì có Doom chúng thì tôi cũng chả có hề hấn gì cả, bởi vì là có chống Doom. Đây, 4 cọc luôn được nhá. Bạn thích chuyển sang Glitter thì ok, ok, chuyển đi. Tôi cũng chuyển. Làm sao, 4 gót nhá. 4 gót đi. Kệ. Một cọc thôi. Đóng giữa bản đồ được rồi. Một cọc bảo kê được rồi. Ây à, ây à. Ây à, càng đấy. Càng đấy, càng đấy, càng đấy. Rồi sao?
Silent Assassin Lia thì cũng khỏe đấy, nhưng mà lên nhớ ở đây con ác mộng 3 sao rồi bạn ơi. Lấy cái găng tay luôn. Quá tuyệt vời. Đối thủ cứ nghĩ là chuyển một phát, tôi chuẩn bị luôn anh em ạ. Trời ơi, chuyển nhanh, thật sự là chuyển là rất là nhanh luôn. Đối thủ chưa kịp nghĩ xong là chuyển sang cái gì, tôi đã chuyển sang luôn để counter đối thủ rồi. Tức là bây giờ tôi cũng đâu có sử dụng Spirit để counter đối thủ nữa đâu. Đây là bây giờ đối thủ bắn nó cọc. Dã man. 33 máu. Sớm muộn gì thì cũng thua rồi. Chuyển sang Greater để không bị đóng đá thì tôi chuyển sang God. Dễ thế á. Dễ counter thế á. Không dễ đâu. Đấy mà anh em nên nhớ tôi đang có đây là cái món giáp tím ấy anh em ạ. Tôi có tới hai cái giáp tím. Tức là có tới hai cái món mà chống Greater ở đây thì tôi cũng có sợ gì đóng đá đâu. Đâu có bị đóng đá đâu. Không thể chói được. Trên người con Dark Spirit một cái và trên người con ác mộng một cái. Đấy là tôi còn bỏ qua một cái để tôi lấy cái găng tay đấy. Chứ còn nếu mà cái đao vừa nãy tôi không lấy cái găng tay thì có thể tôi sẽ lấy một cái giáp lửa cho con Khan. Vậy là xong. Greater chuyển sang thì cũng vô ích, chả làm được cái gì cả luôn. Xem nào, bây giờ kiếm cái gì nhỉ? Cho là kiếm cái con 2 sao thôi là xong à. Thôi, trận đấu bây giờ thì nói chung là đối thủ đã hết đường rồi. Đối thủ chuyển sang Greater xong rồi là cũng bán hết cái bọn Hunter đi rồi. Đấy. Ô, đứng trong lồng này. Bị trói rất lâu nhưng mà tôi thấy bọn nó vẫn không có khả năng có thể ăn được. Kể cả lên được con Medusa 2 sao. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao? Bây giờ hết bất diệt thì cũng chết thôi. Hết bất diệt thì cũng chết thôi. Ui giời. Ui giời. Anh em thấy chưa? Counter bộ Hunter nó cũng không khó làm đâu anh em ạ. Cứ Spirit vào mà dã thôi. Đấy, God Warlock vẫn ao meta rồi nhá. Nhưng mà vẫn có thể counter được cái bộ Hunter, anh em thấy không? Rõ ràng là chúng ta vẫn có cách. Chả qua là chúng ta không muốn tìm. Thế anh em nhá, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái và clip bên phải để xem cái bộ Hunter ở trong cái meta mới nó mạnh này cỡ như nào anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.